Một trong những thú vui mà người lớn hay là trẻ em đều thích chơi đó chính là đi tô tượng. Hôm nay hãy cùng với Gen Nguyễn đi tô tượng nha. Trời ơi, vô đây cứ nghĩ là con nít cơ, nhưng mà ai ngờ mấy bạn lớn như mình đi còn nhiều ơi là nhiều. Mới vào một cái là cái cô công chúa này đập ngay vào mắt mình, bởi vì mình thấy nó lộng lẫy và dễ thương quá đi. Có Doraemon nữa nè, dễ thương quá chừng. Còn mấy cái tượng nhỏ nhỏ này thì sẽ có giá rẻ hơn. Ai khéo tay thì tô tượng nhỏ nhỏ, chứ còn tôi thì không khéo tí nào, cho nên là cứ mua cái tượng to to để cho dễ tô. Ở đây còn có tranh cát nữa nè mọi người. Ok, let's go, đi tô tượng thôi. Đầu tiên là mình sẽ rửa cỏ cho thiệt sạch nè. Bước tiếp theo là đi lấy màu nha. Ở đây có rất là nhiều màu và rất là đầy đủ. Bây giờ thì mình sẽ phối màu cho cái tượng của mình. Cái đầm của em này thì nó rất là bự, cho nên là mình quyết định sẽ tô đến 3 màu luôn. Đó chính là màu cam, màu hồng và màu tím. Tô cho em nó một cái mái tóc màu nâu thật là đẹp. Lâu lâu đi tô tượng ta nói thoải mái con người gì đâu á. Còn đây chính là kết quả mang về. U là trời, cái tượng của mình xinh xắn dễ thương không? Có điều khi mà chạy xe về thì em nó đã bị mẻ cái mái tóc rồi. Mọi người thấy tượng của Gen như thế nào? Hãy bình luận ở phía dưới nha.